Sư sư cho con hỏi là con muốn cúng dường dầu gội sữa tắm. Các sản ph sản phẩm vệ sinh có mùi thơm đến chư tăng ni như vậy có được không? Có đúng luật không? cái đức phật không có cấm cúng mà đức phật cấm gì thì khu sử dụng mình minh hiểu á giống như là không có mình 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 tức là cái giới thứ tám cái giới thứ tám là không được xài dầu thơm dầu người hoa tràn phấn gì đó thì muốn cúng dường dầu gạo sữa tắm có mùi thơm cái chuyện mà mình cúc phật có cấm nhưng mà tới tay vì tỳ kheo rồi vì tỳ kheo thấy cái đó không được xài thì tỳ kheo sẽ xử lý chứ không phải là phật cấm mình cúng nhưng ở đây á là mình cái giới thứ ta à, cái giới mà sự trong bác quan đó thì mình, mình phải tìm hiểu rõ hơn để mình biết được à, tại sao phật cấm như vậy Thí dụ thí dụ bây giờ bây giờ nó có cái đu ni hay là nó có những cái những cái thuốc xả để mà à, sử dụng đó sử dụng giặt quần áo để cho um, nó, nó, nó nó dễ hao nước đó đỡ hao nước đó thì xài với cái mục đích đỡ hao nước có nghĩa là đổ xà bông vô mà giặt đồ rồi nó hao nước cái đau ni đó là cái cái nước xả đó để cho giúp cho cái xà bông nó mau quỷ làm cho không có mau mau cho mau giặt giặt cho mau mau mau, mau tan xà bông thì mình dùng cái đó với mục đích để làm không có hao nước mau mau tan xà bông giặt cho nó mau chứ không phải tôi xài cái đó để cho nó thơm còn thơm là cái tác dụng phụ còn chủ đích xài để thưởng cái sự thơm tho nó mới có là vấn đề để nói cái mục đích sử dụng nó là cái gì giống như rượu thôi không được uống rượu nhưng mà cái vụ đó thí dụ như để tẩy cái mùi thanh của con con những cái con mực hay là những cái lòng bò đó thì đâu có đâu có phạm giới đâu thứ hai nữa là mấy vị cúng thì mấy vị cứ cúng và đến nay chưa tăng chưa tăng cảm thấy cái món đó không có được sử dụng thì chưa tăng sẽ xử lý bằng cái những cái đúng luật thường thường vậy nhà bán gì đem cúng cái đấy nhà phật tử tôi bán bánh tét ăn bánh tét muốn chết thì có lẽ nhà bán vô gọi vô tắm sữa tắm, tắm online nên đem cúng thì mình mình cúng thì mình cứ cúng đừng có phân vân Rồi đến tay chưa tăng chưa tăng cảm thấy cái đó không được chưa tăng sẽ xử lý và cách khác à, quý vị vẫn có phước cái mục đích sử dụng nó quan trọng lắm quý vị À, sẽ lấy ví dụ trường hợp của sư đi, à, nói nó kỳ, có nhiều lúc á trong cái cốc nó có mũi, mà cái khả năng tu của sư nó còn kém, à, à, bây giờ đủ mũi bằng cách nào? Thứ nhất là mình lập cái lưới cái cửa lại để mũi nó không có vào, nhưng mà nhiều lúc mình mở cửa ra vô thì mũi nó vẫn chạy vào, giờ làm sao? Không lẽ đập nó chết à? Ông sư làm không được cái chuyện đó thành ra là phải uh, suy nghĩ hết cái trò này cho tới trò kia rốt cuộc có một trò đó là xong xong nó có một số cái hương đuổi mũi à, thành ra là xong nó để mũi nó nghe cái mùi đó nó đi chứ sư không thể nào sư đốt uh, đốt cái nhang mũi được tại vì sư sợ đốt nhang mũi nó chết cái vấn đề sợ xịt cái xịt cái bình xịt mũi nó chết sợ đốt nhang mũi nó chết sợ mũi nó chết thành ra là bây giờ mình phải tìm cách nào đó để mình đuổi nó đi trong lý do là tại vì cái khả năng kham nhẫn của mình nó có hạn chích dừa thì tôi còn chịu được chứ còn chích quá <laughs> thì nhiều lúc nó cũng uh, cũng kém tu đấy thành ra cái mục đích sử dụng của mình đó, nó là cái quan trọng nhất mà trong cái giới đó nó có những cái nó thuộc về cái tác ý khi anh có cái chủ ý thì lúc đó anh mới phạm giới à, hơn nữa là ở trong cái tạng luật đó, nó cũng có một chuyện đó là vì tỳ kheo khi mà có cái cơ thể có mùi hôi đó, bây giờ nói vị hiểu hôi một số nơi à, thì có thể sử dụng cái bột tắm bây giờ mình có thể hiểu là cái hương liệu để nó um, nó làm mất cái mùi hôi đó thì trong những trường hợp như vậy thì được sử dụng ừ. cho nên à, như sư chánh tâm nói đó mình à, cúng là chuyện của mình chư tăng dùng như thế nào á thì đó là chuyện của chư tăng yeah. như tôi nhận được làm sẽ con đôi thôi mình cho có sáu bảy đôi thì mình cho nó cho xử lý là những cái tăng khi mà nhiều quá hay là chịu không được